Thùng rác đổ thế này mà không ai thấy à? Lát nữa khách hàng tới đó, bọn em tính để bộ mặt công ty như thế này à? Em tới sau cùng, nhưng mà lúc em tới là thấy nó đổ rồi. Dạ hồi nãy em tới sớm nhưng mà em không đi bên đó, em đi bên này, em không biết, Em không biết, nãy giờ em ngồi đây em làm, em không biết gì hết á. Không cần biết, ai làm á thì lo mà nhận đi, nếu không á tí nữa là mỗi người 500 ngàn. Bay đứa nào làm nhận đi bay, tí lây qua tao nó đang nghèo đó. Đứa nào lo làm nhận đi nha, chứ không chết cả đám bây giờ á. Đó, thấy chưa, tao nói mà, nó chứ không ai hết trơn á. Ngồi im im nãy giờ, nhận sớm cho rồi. Dạ anh ơi, thùng rác lúc nãy là do em làm đổ ạ. Em xin lỗi anh. Ủa tại sao lúc nãy không nhận? Dạ, tại em sợ bị phê bình. Thế bây giờ không sợ nữa à? Hay là vì nộp phạt nên là mới nhận? Dạ không, em sợ ảnh hưởng tới đồng nghiệp và khách hàng có ấn tượng không tốt ạ. Đừng có nói dối, cái thùng rác đó là do anh làm đổ. Anh muốn xem á, ai là người có trách nhiệm ở đây. Chuyện nhỏ mà không dám nhận ấy, thì cái chuyện lớn không thể giao cho những người ở dưới kia được. Vậy nên cái dự án tiếp theo sẽ giao cho em. Dạ, em cảm ơn anh.